Ok, tất cả những hình ảnh và âm thanh mà các bạn đang nghe thì đều được ghi lại từ iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Pro Max. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình làm rõ và so sánh tất cả những yếu tố của hai chiếc điện thoại này, từ mức giá này, thiết kế, ngoại hình cho tới hiệu năng, để xem là ở thời điểm hiện tại với mức chênh lệch đâu đó là khoảng 10 triệu giữa 14 Pro Max và 15 Pro Max thì đâu sẽ là chiếc điện thoại đáng mua nhá. Và sự chênh lệch 10 triệu đồng mình có nhắc tới chỉ khi các bạn mua những cái mẫu iPhone 14 Pro Max bản Base và iPhone 15 Pro Max bản Base mà thôi. Mức giá của iPhone 14 Pro Max ở thời điểm hiện tại theo như mình đang tham khảo tại shop đăng thì đang là 26 triệu. Còn với 15 Pro Max phiên bản 256GB thì sẽ là khoảng 35 triệu. Thì mức chênh lệch này đâu đó là khoảng 10 triệu. Anh em cũng thể mua những phiên bản cao hơn của 14 Pro Max, ví dụ là 256, thì cái mức chênh lệch này nó sẽ rút ngắn xuống đâu đó còn khoảng là 6 triệu. Nhưng quan trọng là khi anh em mua hàng tại shop đăng này sẵn hàng iPhone 15 Pro Max. Đường link chi tiết thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả và dưới comment nhé. Ok, đi vào yếu tố đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất khi mà so sánh hai cái mẫu điện thoại này đi, đó chính là phần viền. Với 14 Pro Max thì chúng ta sẽ có viền thép, còn 15 Pro Max đương nhiên rồi sẽ là phần viền titan, nó mới, nó đẹp hơn. À không, cái này theo mình nghĩ là tùy từng quan điểm của mỗi người. Nhưng với cá nhân mình thì 15 Pro Max năm nay ở phần ngoại hình thì sẽ có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là trọng lượng của nó đã nhẹ hơn so với cả 14 Pro Max. Điều này là khẳng định chắc nịch với anh em luôn. Khi mà chúng ta cầm lên tay thì các sự khác biệt này rõ ràng, kể cả khi mà mình có đeo ốp lên cái chiếc iPhone 15 Pro Max thì nó vẫn sẽ nhẹ hơn. Bên cạnh đó, phần viền năm nay của 15 Pro Max thì cũng được làm bo cong hơn. Thế nên là khi chúng ta cầm vào, nhất là những anh em nào giống mình hay sử dụng ngón út để giữ điện thoại thì đương nhiên rồi, cái cảm giác nó không bị cấn, nó không bị khó chịu giống như là iPhone 14 Pro Max. Còn để nói về phần màu sắc thì cá nhân mình rất thích cái màu blue và màu titan tự nhiên trên iPhone 15 Pro Max. Trái lại thì với 14 Pro Max mình vẫn thấy nó có một cái vẻ đẹp gì đó rất là riêng. Cá nhân mình nhận định nhá, là cái phần viền thép trên 14 Pro Max nó sẽ sang hơn. Tuy nhiên, nhược điểm của cái phần viền thép này đó chính là khi mà các bạn để mồ hôi hay là dấu vân tay nó bám lên đấy thì nó hiện lên rất rõ. Nhưng mà đấy là với những anh em nào mà dùng trần giống như mình thôi. Còn với những anh em nào mà đã đeo ốp trên cả hai mẫu máy này thì về cơ bản cái cảm giác cầm nắm của 15 Pro Max và 14 Pro Max nó không khác biệt quá nhiều đâu. May chăng là trọng lượng của 15 Pro Max nó sẽ nhẹ hơn một xíu thôi. Chuyển sang yếu tố tiếp theo, đó chính là về phần màn hình. Nếu mà chúng ta nhìn sơ qua về màn hình của hai chiếc điện thoại này, mình tin là sẽ có nhiều anh em giống như mình, tức là sẽ cảm thấy là phần màn hình của hai mẫu máy này nó chẳng khác biệt gì nhau về cả chất lượng hiển thị cũng như là độ chi tiết cả. Nhưng nếu chúng ta để ý kỹ thì có thể thấy là phần viền trên iPhone 15 Pro Max ấy thì nó sẽ chiếm ít diện tích hiển thị hơn so với cả phần viền trên iPhone 14 Pro Max. Nhưng mà điều này chúng ta chỉ có thể nhận thấy rõ nhất khi mà các bạn đặt hai cái mẫu máy này cạnh nhau thôi. Còn nếu như chúng ta sử dụng hai mẫu máy này riêng biệt ấy thì sẽ rất khó để phát hiện. Còn về chất lượng hiển thị thì cá nhân mình đánh giá rằng là chất lượng hiển thị cũng như là màu sắc của iPhone 14 Pro Max và 15 là nó không khác biệt quá nhiều. Từ kích thước màn hình 6,7 inch này, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa của hai mẫu máy này thì cũng tương đồng nhau 2000 nit. Và như video các bạn đang thấy đây thì khi mình có cho cả hai chiếc máy này ra sử dụng ở điều kiện ánh nắng ngoài trời thì chất lượng hiển thị của nó cũng chẳng khác gì nhau cả. Thế nên nếu các bạn nghĩ rằng là chất lượng hiển thị của 15 Pro Max nó tốt hơn, nó đẹp hơn so với cả 14 Pro Max thì cái này là không phải đâu nha. Đó là về phần màn hình, còn bây giờ thì mình sẽ cho anh em trải nghiệm nhanh về chất lượng âm thanh của cả hai mẫu máy này để các bạn tự đưa ra đánh giá khách quan nhất nha. Và tiện nói về cái phần ngoại hình của hai chiếc điện thoại này thì mình sẽ so luôn cái sự khác biệt giữa phím action và cần gạt rung. Cái này thì cũng là quan điểm cá nhân của mỗi người dùng thôi, nhưng mà với cá nhân mình thì mình vẫn thích cần gạt rung cơ bản trên iPhone 14 Pro Max hơn. Thứ nhất là bởi vì nó quen, nó dễ sử dụng. Thứ hai là mình cũng chỉ hay sử dụng các tính năng rất là cơ bản thôi, ví dụ như là gạt camera này hay là chuyển sang chế độ đèn flash. Thì về cơ bản anh em nào mà cầm iPhone bằng tay phải giống mình ấy thì các bạn đã có thể vuốt từ màn hình bên trái sang để chuyển sang chế độ camera này, hoặc là chúng ta vuốt từ bên phải sang nhấn giữ vào đèn flash để bật ra cái đèn flash. Nói chung là rất là dễ dàng. Còn trên iPhone 15 Pro Max thì chúng ta sẽ phải sử dụng cánh tay còn lại để nhấn lên cái phím action này.
Cái này có thể tiện với một số người, nhưng với cá nhân mình ở thời điểm hiện tại thì là chưa. Bên cạnh đó, cái phím action button này nó sẽ chỉ cho phép các bạn gắn được tối đa là một tính năng mà thôi. Thế thì nó đâu có tác dụng quá nhiều đúng không nào? Nhưng nếu anh em nào đang sử dụng hệ sinh thái HomeKit này, các bạn đang sử dụng hệ sinh thái Smart Home, thì mình nghĩ rằng cái phím action button này nó sẽ khá là tiện lợi đấy. Trong một số video mà mình có tham khảo được ở bên nước ngoài ấy, thì họ tận dụng cái phím action này để mở cửa nhà này, mở cửa xe này, thậm chí là bật các công tắc liên quan tới đèn này, hoặc là quạt. Nói chung rất là tiện. Nhưng mà điều này đương nhiên là sẽ chỉ phù hợp và tối ưu với những anh em nào mà đang có Smart Home này, đang có Smart Car, thì mình nghĩ cái phím action button này nó mới là tiện thôi. Còn với những nhu cầu sử dụng cơ bản thì với mình phím action button ở thời điểm hiện tại nó vẫn chưa thực sự tối ưu. Mình nghĩ rằng trong tương lai Apple vẫn phải tung ra những phiên bản cập nhật phần mềm cho cái phím action button này. Ví dụ như là các bạn có thể nhấn một lần để mở camera này, nhấn 2 lần để mở cuộc gọi khẩn cấp, hay là nhấn 3 lần để chúng ta truy cập vào bất cứ một ứng dụng hay là tính năng nào đó. Tức là các bạn có thể gán được nhiều tính năng cho phím action, thì mình nghĩ khi đó nó mới thật sự là tiện. Còn bây giờ khi mà mình chọn ốp ấy, với những mẫu iPhone 14 Pro Max đi, thì thường là ốp nó sẽ được khoét để các bạn có thể gạt được cái phím cần gạt rung này đúng không? Nhưng trên iPhone 15 Pro Max thì mình khuyên anh em là khi đi mua ốp ấy, các bạn tránh nên mua những cái loại ốp mà nó khoét quá sâu cái phần phím action này. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ rất khó nhấn và tác động ở đây. Thay vào đó, khi mà mua ốp cho iPhone 15 Pro Max thì theo mình, các bạn nên mua những cái ốp mà nó có cái phím rời để đè lên cái phím này, thì lúc đó chúng ta sẽ nhấn dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy là chúng ta đã đi xong về phần ngoại hình và thiết kế của cả hai chiếc điện thoại này. Bây giờ mình sẽ muốn các bạn chuyển sang một phần tiếp theo, đó chính là về camera. Về phần camera trên iPhone 15 Pro Max thì cá nhân mình đánh giá rằng thông số của nó không có sự khác biệt quá nhiều so với cả 14 Pro Max. Nhìn vào những bức ảnh mà mình chụp trong điều kiện đủ sáng thì các bạn có thể thấy được rằng là từ màu sắc này cho tới độ chi tiết của hai mẫu máy này là khá tương đồng nhau. Mình đã thử chụp rất nhiều góc từ 0.5x này, 1x cho tới 5x. Thì tới tận 5x mình mới thấy cái sự khác biệt ở phần chi tiết. Ví dụ như ở phần biển quảng cáo này, thì phần dỉ sét trên tấm biển quảng cáo trên iPhone 15 Pro Max ấy, mình thấy là nó được thể hiện rõ ràng hơn. Phần chữ thì cũng không bị xử lý bệt giống như là ảnh trên iPhone 14 Pro Max. Còn về khả năng quay video trong điều kiện đủ sáng thì mình cũng thấy vậy. Mình đã quay video của cả hai chiếc điện thoại này ở cùng độ phân giải, đó chính là 4K 30. Cùng với đó là mình đã chuyển cam liên tục giữa hai mẫu máy này để xem là cái độ delay hay là độ giật lag thì nó có xảy ra hay không. Thì về cơ bản là không. Và kể cả là khả năng lấy nét cũng như là cân bằng sáng của hai mẫu điện thoại này là tương tự như nhau. Và sự khác biệt có lẽ là nó chỉ đến ở cái phần màu sắc thôi. Khi mà màu sắc của iPhone 15 Pro Max mình thấy là nó được làm tươi hơn ở một vài khu vực, ví dụ như là phần cỏ cây hoa lá này. Còn với 14 Pro Max thì nó sẽ nhạt hơn một xíu. Chuyển sang với những bức ảnh chân dung đủ sáng thì mình thấy rằng khả năng xóa phông của 15 Pro Max đương nhiên là làm tốt hơn rồi. Nhất là ở những khu vực ví dụ như là tóc hay là cổ thì nó cũng không bị xóa lẹ vào chủ thể giống như là 14 Pro Max. Kể cả ở trong điều kiện thiếu sáng, mình có nghiêng góc mặt đi một xíu thì để xem là chiếc điện thoại nào có thể xóa phông tốt hơn, thì rõ ràng là 15 Pro Max vẫn lấy được nhiều chi tiết hơn ở cả phần tóc của mình này hay là phần da mặt của mình, chứ không bị bệt giống như là 14 Pro Max. Và như các bạn thấy, khi mà mình chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng thì cái sự khác biệt giữa hai chiếc điện thoại này nó mới được thể hiện ra một cách rõ ràng nhất. Chỉ cần zoom vào cái phần chữ ở phía sau lưng mình thôi, trên ảnh của iPhone 15 Pro Max thì các bạn có thể thấy rằng là từ màu sắc cho tới chi tiết ở cái phần chữ này nó đều được xử lý tốt hơn so với cả 14 Pro Max. Mình đã thử với nhiều góc khác nhau, kể cả 1x và 3x thì chiếc máy này đều làm tốt hơn so với cả thế hệ tiền nhiệm. Và chuyển sang góc chụp 5x thì dòng chữ Bond Sky 3 này trên iPhone 14 Pro Max mình thấy bị xử lý khá là bệt, còn với 15 Pro Max thì nó vẫn giữ lại được màu sắc và độ chi tiết tốt hơn. Hay là kể cả cái phần biển quảng cáo vua chả cá này cũng vậy, các bạn có thể nhìn vào ảnh là có thể tự đánh giá được rồi đúng không nào. Nhưng khi chuyển sang chế độ quay video thiếu sáng thì mình lại không thấy cái sự khác biệt quá rõ ràng giữa hai chiếc điện thoại này nữa, kể cả khi mình có zoom lên 3x hay là 5x. Về cả chi tiết màu sắc cho tới khả năng xử lý ánh sáng thì mình thấy rằng hai mẫu máy này nó không có sự khác biệt quá nhiều. Chính vì vậy, ở phần camera thì mình nghĩ rằng 15 Pro Max nó sẽ nhỉnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm ở một vài điều kiện, ví dụ như là xóa phông này hay là chụp thiếu sáng. Tuy nhiên, để nói rằng nó vượt trội hơn hẳn so với cả 14 Pro Max thì mình nghĩ là chưa. Còn với những anh em nào mà hiện tại vẫn đang sử dụng chiếc máy này thì mình nghĩ là các bạn cũng không nhất thiết phải bỏ ra một số tiền lớn để lên đời đâu. Với nhu cầu của các bạn như là chụp ảnh và quay video thì 14 Pro Max nó vẫn làm được tốt những cái điều kiện đó. Còn theo mình, 15 Pro Max ở thời điểm hiện tại sẽ phù hợp với những anh em nào mà thích quay video lốc hơn, để chúng ta mang về chúng ta ném lút màu vào, chúng ta tự chỉnh tay màu, chúng ta hậu kỳ nó, thì mình nghĩ rằng sẽ phù hợp với những người dùng chuyên nghiệp này, người dùng pro. Còn với những người dùng cơ bản như các bạn thì mình nghĩ rằng 14 Pro Max nó là quá đủ rồi. Và chuyển sang yếu tố tiếp theo, đó chính là về phần hiệu năng. Thì tính tới thời điểm hiện tại, mình thấy rằng cái con chip A16 Bionic ấy,
nó vẫn rất mạnh mẽ, nó vẫn rất tốt. Thậm chí là nó còn mát hơn so với cả A17 Pro trên iPhone 15 Pro Max cơ. Đấy, thế nên mình nghĩ rằng anh em nào mà nhu cầu cũng cơ bản thôi, các bạn chỉ chơi game giải trí đa nhiệm nhẹ nhàng, thậm chí nhá, nếu các bạn muốn chơi những tựa game sát cấu hình như là Genshin Impact thì 14 Pro Max với A16 nó vẫn đáp ứng được rất tốt những nhu cầu cơ bản các bạn ở thời điểm hiện tại. Và cái điều này thì đã được chứng minh, mình nghĩ là qua rất nhiều phiên bản rồi, từ 14 Pro, 14 Pro Max hay là tới tận iPhone 15 Plus bây giờ, thì mình thấy cái con chip A16 ấy nó vẫn hoạt động một cách rất tốt và ổn định. Tuy nhiên, với những anh em nào mà muốn trải nghiệm những tựa game mới với con chip A17 Pro, ví dụ các bạn muốn trải nghiệm ray tracing này, những tựa game AAA này, thì mình nghĩ là các bạn mới có nhu cầu lên đời, còn nhu cầu cơ bản thì chắc là chưa đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là tính tới thời điểm hiện tại thì mình vẫn chưa hề được trải nghiệm những cái thứ mà Apple nói trong sự kiện của họ. Cuối tháng này thì tựa game Resident Evil mới được ra mắt cơ, và mức giá của nó $60 à? $60 thì nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ test cho anh em nhé. Còn với iPhone 14 Pro Max, ngoài việc là hiệu năng của nó vẫn tốt, máy vẫn rất mát mẻ ra, thì có một điểm nữa mà mình muốn dành lời khen cho nó, đó chính là về thời lượng pin. Nếu nhìn qua thông số thì chúng ta có thấy rằng là thời lượng pin trên iPhone 15 Pro Max nhỉnh hơn một xíu so với cả 14 Pro Max, đúng không? Nhưng mà cái như mình đánh giá rằng nếu các bạn sử dụng cơ bản ấy thì cái sự khác biệt này nó không quá nhiều đâu. Với cái chiếc iPhone 14 Pro Max hôm trước mình có đi về quê trải nghiệm cũng như là sử dụng, thì các bạn thấy đấy, với 3 tiếng lướt video TikTok này, 2 tiếng lướt Facebook kèm rất nhiều những tác vụ khác, mà mình chỉ sử dụng 4G thôi các bạn nhá, thì máy vẫn trụ được là 7 tiếng rưỡi trong một lần sạc. Tức là từ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều, máy mình vẫn còn đâu đó khoảng 10% pin. Mà tất cả những tác vụ này là mình hoàn toàn sử dụng 4G, chứ không hề kết nối vào Wi-Fi, bởi vì nhà mình là nhà quê nên là không có Wi-Fi. Đó, còn với 15 Pro Max thì máy vẫn hoàn toàn on screen được là 9 cho tới 10 tiếng. Còn với những ngày nào mà mình sử dụng nhiều thì máy vẫn trụ được khoảng là 7 tiếng rưỡi cho tới 8 tiếng. Tóm lại nhá, là nhu cầu của các bạn không quá nặng nề, không quá hardcore, không phải là xuất màn hình, không phải là quay video log, thì cả 14 hay là 15 Pro Max nó vẫn đáp ứng được rất tốt nhu cầu sử dụng của các bạn ở thời điểm hiện tại. Và sự khác biệt cuối cùng giữa hai mẫu điện thoại này có lẽ là nó nằm ở phần cổng sạc. Với 14 Pro Max thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có cổng Lightning. Còn với 15 Pro Max thì chúng ta sẽ có cổng C 3.0. Về ưu điểm của cổng C 3.0 ấy, thì mình sẽ muốn đề cập tới, đó chính là khả năng copy file này, truyền tải dữ liệu. Mình đã copy thử rất nhiều những file video nặng mình quay, ví dụ như là file log này, hay là video mình quay bằng độ phân giải được trên 4K 60fps, thì phải công nhận là khả năng copy file trên 15 Pro Max nó nhanh hơn hẳn so với cả 14 Pro Max. Bên cạnh đó, một cái điểm tiện lợi nữa của cổng Type-C đó chính là mình có thể xuất màn iPhone ra, những cái màn hình rời để trình chiếu, thuyết trình, cũng rất là tiện, đúng không nào? Còn những anh em nào mà muốn kết hợp với những cái thiết bị ngoại vi bên ngoài, ví dụ như là bàn phím và chuột, thì sử dụng cũng được. Nhưng mà cá nhân mình thì không sử dụng những cái tính năng này quá nhiều, bởi vì màn hình của iPhone rất là nhỏ nên là mình cũng không muốn sử dụng chuột hay là bàn phím rời. Nhưng với những bạn nào mà hay quay video để chụp ảnh chuyên nghiệp bên ngoài trời mà muốn check file từ ổ cứng ấy, thì mình nghĩ rằng iPhone 15 Pro Max nó làm tốt hơn 14 Pro Max ở cái khoản này. Và nếu các bạn cũng giống như mình đang sử dụng iPad này, MacBook có sử dụng chung cổng sạc Type-C, thì chúng ta chỉ cần mang đúng một sợi dây cáp C2C thôi là đã có thể sạc được cho cả 3 thiết bị rồi. Chính vì vậy, cái cổng sạc Type-C trên 15 Pro Max mình đánh giá là tiện hơn rất nhiều. Và đây mới là cái điểm mà mình nghĩ đáng ăn tiền, đáng bỏ tiền ra để nâng cấp từ 14 Pro Max lên 15 Pro Max. Rồi, tổng kết lại, với những cái thay đổi, với những nâng cấp trên 15 Pro Max thì cá nhân mình đánh giá rằng cái mẫu điện thoại này nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà đang có tài chính kinh tế dư giả này, là cái thứ nhất. Thứ hai là các bạn muốn quay video để chụp ảnh nâng cao, là những người dùng chuyên nghiệp khi mà quay video log này, quay video raw, hoặc là chúng ta chụp ảnh nhiều thì mới cần tới iPhone 15 Pro Max. Hoặc là với những anh em nào mà muốn trải nghiệm những tựa game AAA, muốn trải nghiệm ray tracing trong thời gian tới thì chúng ta có thể nâng cấp lên iPhone 15 Pro Max. Còn cá nhân mình nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại, cái mức giá 26 triệu cho iPhone 14 Pro Max nó vẫn là quá ngon. Các bạn ví dụ đang sử dụng iPhone 14 Pro Max thì không cần nhất thiết phải nâng cấp lên 15 Pro Max. Và những anh em nào mà đang sử dụng những mẫu điện thoại ví dụ như là 8 Plus này, 11 này, 12 hay là 13 thì mình nghĩ rằng sự lựa chọn tối ưu trong tầm giá có lẽ vẫn là 14 Pro Max, bởi vì 26 triệu cho chiếc máy này ở thời điểm tại thì mình thấy là rất ngon rồi. Ok, và đó là những chia sẻ của mình và những so sánh về mức giá chênh lệch giữa hai mẫu máy này. Các bạn thấy sao? Hãy comment ở phía dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào.